Sùng Minh, Bác Linh Tâm, Má Tư. Phía đây là anh Sang này cả nhà. Kêu gọi ủng hộ mình cho đây. Kêu gọi ủng hộ mình cho đây. TikTok y nguyên. Chứ mà mày biết vui thế nào. Khải nó đi rồi. Khải nó đi rồi. TikTok y nguyên đi. Bỏ hai nhỏ dưới á. À, hai nhỏ lên. Thôi bây giờ hát mày rồi. Nè. Bôn. Đọc cả nhà. Đây là Bôn. À, nhà bé bé Tiêu. Bé Ken nè. Đó, còn đây là anh ca sĩ Nguyên Sang đó, hóc gọi xăm chở và đây là ca sĩ Linh Tâm và à Bôn bị bệnh rồi cô chú anh chị, phải uống thuốc sốt nè. Khi sốt đó là sẽ rất là khó chịu trong người. Ủa
Ủa buồn bị sốt hả chị? Mọi người với cả nhà mắt đỏ hoe luôn rồi. Buồn bị sốt rồi cả nhà, chim hỏng. Buồn phải uống thuốc rồi cả nhà. Bây giờ là anh Nghĩa bài thứ hai. Nhạc thập niên 80 với những ca khúc rất sôi động, nắng nồng. Có những người cố chứ, một mình vui lòng sao nọ. Lớp. Vô. Về đây chuyển về. Buồn bị nóng rồi cả nhà.